Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh Lớp Nha Trang. Hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn các bạn bước vào một thế giới bí ẩn mà ít ai biết tới, nơi mà những bí mật của tự nhiên và y học cổ truyền vẫn còn là ẩn số. Bạn đã từng nghe đến cây ngũ chỉ mao đào chưa? Một loại cây thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa trong nó là những điều kỳ diệu mà bạn không thể ngờ tới. Ngũ chỉ mao đào không chỉ đơn thuần là một loài thực vật mọc giữa rừng sâu, mà nó còn là chìa khóa mở ra cánh cửa vào những bí mật cổ xưa của Đông Y. Tại sao lại có những người từ xa xôi, thậm chí từ các vùng núi cao hiểm trở, lại đổ về để tìm kiếm loại cây này? Điều gì đã khiến ngũ chỉ mao đào trở thành một phần không thể thiếu trong những bài thuốc bí truyền? Với hình dáng đặc biệt, mỗi nhánh cây ngũ chỉ mao đào mang theo một câu chuyện đầy hấp dẫn. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, một loài cây có thể ẩn chứa sức mạnh giúp cải thiện sức khỏe, làm đẹp da, thậm chí giải quyết những vấn đề mà y học hiện đại còn gặp khó khăn? Đúng vậy, ngũ chỉ mao đào chính là một trong những bí mật mà kênh Lớp Nha Trang chúng tôi đang muốn chia sẻ với bạn. Cây ngũ chỉ mao đào là một loài cây thuốc quý trong y học cổ truyền, đặc biệt phổ biến ở các vùng núi phía Tây Quảng Đông, Trung Quốc. Để nhận dạng cây ngũ chỉ mao đào, bạn có thể dựa vào các đặc điểm sau. Lá cây ngũ chỉ mao đào có hình dạng đặc trưng, có 5 ngạnh trên mỗi cuống lá, tạo thành hình dáng giống như bàn tay với 5 ngón, vì vậy cây mới có tên là ngũ chỉ. Mỗi ngạnh lá có hình thuôn dài, hơi nhọn ở đầu, mép lá có răng cưa nhỏ, màu xanh đậm. Thân cây ngũ chỉ mao đào là loại thân thảo, có màu xanh và có lông mịn bao phủ. Cây có chiều cao trung bình từ 1-3 mét, thân cây thường mọc thẳng, cành lá mọc dày đặc. Rễ cây ngũ chỉ mao đào có hình dạng hơi giống rễ cây đinh lăng, với nhiều nhánh nhỏ. Rễ có màu nâu nhạt, có thể dùng làm thuốc sau khi được phơi khô và chế biến. Rễ có mùi thơm nhẹ, vị ngọt và hơi đắng. Hoa của cây ngũ chỉ mao đào thường nhỏ, mọc thành chùm ở đầu cành hoặc ngách lá. Hoa có màu trắng hoặc vàng nhạt, 5 cánh hoa xếp đối xứng. Quả ngũ chỉ mao đào có dạng hình cầu nhỏ, màu xanh khi còn non và chuyển sang màu đen khi chín. Quả thường chứa một hoặc vài hạt nhỏ bên trong. Môi trường sống, cây ngũ chỉ mao đào thường mọc ở các vùng núi cao, nơi có đất ẩm và khí hậu ấm áp. Cây phát triển tốt ở những nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp và có độ ẩm cao. Công dụng và thu hoạch, cây ngũ chỉ mao đào thường được thu hoạch vào mùa thu, khi rễ cây đạt độ chín và có giá trị dược liệu cao nhất. Rễ cây sau khi thu hoạch sẽ được làm sạch, phơi khô và chế biến thành các dạng thuốc như thuốc sắc, bột hoặc viên. Thành phần chính bao gồm axit hữu cơ, axit amin, saponin triterpen, alkalis, coumarin và nhiều chất khác. Ở khu vực lĩnh Nam, nó thường được sử dụng trong điều trị các chứng bệnh như phù nề do tỳ hư, ăn uống kém, suy nhược cơ thể, ho lao, đổ mồ hôi trộm và khí hư. Ngũ chỉ mao đào có tác dụng kiện tỳ, bổ phổi, hành khí, lợi thất và làm đẹp da. Kiện tỳ, bổ phổi, ngũ chỉ mao đào có vị ngọt và có tác dụng bổ trợ, giúp kiện tỳ hóa thấp, ích khí cố biểu. Nó được sử dụng để điều trị các triệu chứng như chán ăn, tiêu hóa kém, suy nhược cơ thể, cũng như các triệu chứng ho do phế hư, hen suyễn, ho có đờm, mang lại hiệu quả kiện tỳ, bổ phổi. Hành khí, lợi thấp, ngũ chỉ mao đào giúp kiện tỳ để hóa thấp, bổ phổi để hành khí, được dùng để điều trị các chứng phù nề do tỳ hư, cổ trướng do xơ gan, viêm gan mãn tính và khí hư, mang lại hiệu quả hành khí, lợi thấp. Làm đẹp da, ngũ chỉ mao đào còn chứa một lượng lớn vitamin, có khả năng điều chỉnh quá trình trao đổi chất của sắc tố trong da. Đối với những người có làn da tối màu, bị đốm nâu, tàn nhang hay đồi mồi, ngũ chỉ mao đào có thể giúp làm mờ các vết sắc tố, khiến da trở nên hồng hào, trắng sáng và đàn hồi tốt hơn. Giảm táo bón, ngũ chỉ mao đào cũng giàu chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình hình thành phân, kích thích nhu động ruột một cách cơ học và hỗ trợ việc bài tiết phân. Đối với những người bị táo bón hoặc khó đi ngoài, việc ăn ngũ chỉ mao đào đúng cách để bổ sung chất xơ có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa và giảm bớt táo bón. Ngũ chỉ mao đào là một loại cây thuốc quý trong y học cổ truyền, và khi ngâm với rượu, nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số công dụng của ngũ chỉ mao đào khi ngâm rượu. 1. Bổ phổi, kiện tỳ. Rượu ngâm ngũ chỉ mao đào có tác dụng bổ phổi và kiện tỳ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng hô hấp và hỗ trợ tiêu hóa. Nó thường được sử dụng để điều trị các chứng bệnh như ho do phế hư, hen suyễn, chán ăn,
tiêu hóa kém. 2. Giảm đau, kháng viêm. Ngũ chỉ mao đào có chứa các thành phần kháng viêm và giảm đau tự nhiên. Rượu ngâm từ cây này có thể được sử dụng để xoa bóp lên các vùng cơ bắp, khớp bị đau nhức, giúp giảm sưng tấy và làm dịu cơn đau. 3. Tăng cường lưu thông khí huyết. Việc sử dụng rượu ngâm ngũ chỉ mao đào có thể giúp tăng cường lưu thông khí huyết trong cơ thể, đặc biệt có lợi cho những người bị khí huyết ứ trệ, gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi. 4. Giúp ngủ ngon. Ngũ chỉ mao đào có tác dụng an thần, giúp thư giãn cơ thể và tâm trí. Khi ngâm với rượu, nó có thể giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm tình trạng mất ngủ. 5. Hỗ trợ làm đẹp da. Rượu ngâm ngũ chỉ mao đào còn có thể được dùng ngoài da để giúp cải thiện làn da, làm mờ các vết nám, tàn nhang và giúp da trở nên hồng hào, săn chắc hơn nhờ vào các chất chống oxy hóa có trong cây. 6. Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón. Uống rượu ngâm ngũ chỉ mao đào với liều lượng nhỏ có thể giúp kích thích tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón nhờ vào các chất xơ và các thành phần hỗ trợ tiêu hóa có trong cây. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của kênh Lớp Nha Trang. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục chia sẻ những khám phá về các loại cây thuốc quý. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like. Hãy bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh.